Rồi chào anh em nha. Chiều tà anh em mình lên test cho anh em full bộ bình xăng con S90 zin tháo xe Mỹ về nha anh em. Tình trạng là bình co zin luôn nè, sân zin luôn. Đây bình S90 nha. Thì nó cũng là cái bình dòng xe cổ. Bình phay xéo, trái ga 17, phao trên. Đó, bình S90 nha anh em. Anh em về sử dụng được cho cái co 67 phay xéo là vô, hệ dẫn zin cũng rất là ok nha. Đó, bình này là zin tuyệt đẹp, da xanh 7 màu nha. Bình này mình bán cho anh em với giá 3,5 triệu nha anh em. Đó, bình rất là đẹp, bình tháo xe kho Mỹ rồi, chưa sử dụng tại Việt Nam nha. Chắc bình là siêu vip siêu đẹp nha anh em. Bình này bình số 5 nha. Đó, bình 90, S90 á. Dòng này thì nó sẽ nằm trong nhiều dòng xe nha, S90, CT90, SL90. Có những cái dòng này thì khi mình đọc ra như vậy thì có nhiều anh em không biết thì không biết, nhưng mà mình nói dễ hiểu là những anh em nào dễ xài dễ biết thì nói đây là cái bộ bình xăng của S90 nha anh em. S90 máy ống địa á. Rồi, rất là đẹp nha. Bây giờ mình tháo trái ga ra cho anh em xem kiểm tra ha. Đó, coi cái bình này nó đẹp cỡ nào nha. Rồi. Bình zin rất là đẹp nha anh em. Trái ga nè. Trái ga thì ối giời ơi luôn, rất là đẹp. Không xước không liếm gì hết nha. Đó. Bình nguyên zin hết tăng đa. Rồi. Bên trong anh em ơi. Đó. Phao bọng chân cờ đồ nguyên zin cực đẹp hết nha. Không một lủng không gì hết. Rồi, bên này giá 3,5 triệu mình bán bình luôn co nha anh em. Đó, bình luôn co. Đó, anh em cần thì cứ alo mình nha.